Đây là nhân vật chính của lớp học bá đạo. Tập cuối em chưa biết kịch bản đúng không? Em có đoán được kịch bản không? Hả? Em không biết anh ạ. Thì khán giả mong chờ nhất là cái kết là một là Dũng có đi học trở lại hay không này. Hai là cặp đôi Cường với lại Ngọc đến với nhau hay không này. Và kết thúc của những cái bạn trong lớp học bá đạo như thế nào này. Bạn chung với đốt lần nữa không? Thì nếu thế nào em thì hình như hỏi một lần rồi đúng không? Nhưng mà cảm giác thế nào khi là tập cuối Cường không đến được với Ngọc? Nhưng mà Cường không đến được với Ngọc thì em thấy nó cũng không cũng hơi buồn. Nhưng mà nó cũng là một tình tiết khá là bất ngờ trong bộ phim. Không, bây giờ bây giờ chọn phương án đi, trách nhiệm đi. Phương án đầu tiên là Cường đến với Ngọc. Phương án thứ hai là Cường không đến với Ngọc và có chuyện gì đấy hai đứa không nói chuyện với nhau sau khi lên đại học nữa. Và cái thứ ba là làm bạn. Và thứ tư là hai đứa dù thích nhau nhưng không nói ra, vẫn giữ im ỉm thế thôi. Thì theo em thì em chọn phương án nào? Nhưng mà làm bạn với im ỉm thì khác nhau chứ. Một cái làm bạn là kiểu như nói ra nhưng mà không đồng ý ấy, nhưng vẫn làm bạn với nhau ấy. Một cái là không tỏ tình nhưng là trong lòng vẫn giữ thích thích kiểu học trò ấy. Em nghĩ chắc là vẫn giữ thích kiểu học trò. Em thích kiểu đấy hơn à? Tại sao? Thì, trước em thế, em thích ai không dám nói. Được rồi. Ô, em thật em ngại. Nhưng bạn gái nói thì sao? Bạn gái nói. Bạn gái nào nói rồi anh ạ? Thường là học sinh. Ví dụ Ngọc tỏ tình em thì làm sao thế nào? Trong lớp học. Trong phim á? Ừ. Dưới Ngọc tỏ tình á? Chắc là thằng Cường thì nó cũng sẽ bảo là cấp nào cũng được, cứ cho cấp nào cũng được. Em đoán là chắc là nó sẽ lại kiểu cậu cứ thi đỗ đại học đi rồi mình đến với nhau. Nhưng mà xong rồi về đến đại học xong rồi hai đứa không nói chuyện nữa. Ok, anh ơi quay lại nhá.